đó. Nên ăn nhiều cái protein từ động vật nó gây hại cho sức khỏe. Em là người chơi luyện thể thao bơi lội hơn 20 năm rồi, hoạt động lên hơn cả vận động viên rồi, bơi liên tục 6 tiếng, bơi bướm không nghỉ rồi, dạ mới có thể tiến hóa sức khỏe mạnh như tới cỡ này. Hiện tại hồi nãy có một cái chú ngư dân nói là trời ơi, đi người ta đi đánh bắt người ta kiếm tiền cực khổ, người ta phải thức khuya, còn con đi phóng sanh thức khuya dễ tội quá, mà được phải chi được ủng hộ phóng sanh nhiều cũng đỡ, mua ít sỉnh là mình cũng thức đêm chi cho cực vậy. Dạ thì hiện tại có nhiều người người ta phóng sanh tiền tỷ luôn á, mua cả xe container để thả cá đồ, cá chê cá rô cá lóc ra xong rồi nhiều lắm, tiền tỷ mà, còn phóng sanh cá trong tự nhiên không ai thả của mình. Em được quý vị ủng hộ, mười mấy người ủng hộ thả đó, nhưng mà không có nhiều đâu, mỗi người dân người ta đánh bắt một lần ít à, không có sẵn để thả nè, cá tự nhiên thả ra tự nhiên, có mấy con chó nó xiên nó đi làm phải không, em đi giờ nào nó làm giờ đó. Này công việc của em cũng là công việc của mấy con chó, thì em cũng muốn được ngủ nhiều chứ, nhưng mà thật ra em suy nghĩ cho các loài vật nhiều, em ngủ nhiều cũng được, em ngủ có 3-4 tiếng một ngày à. Đó em cho mọi người coi tường tận một cái video như vậy, nó tốn rất là nhiều dung lượng máy quay nữa, thì về cắt ghép chỉnh sửa nữa, cắt ghép chỉnh sửa thì mới có tiền được từ YouTube ha. Còn tiền ai phóng sanh thì phải dùng để phóng sanh. Tiền ủng hộ trồng rừng là tiền của em á, đang còn dùng được á. Tiền phóng sanh là phải phóng sanh thôi. Quay ra được mấy cái video đăng lên YouTube, người ta coi liên tục á thì tiền nó tăng, mà người ta coi rồi mà người ta dừng lại á thì tiền nó giảm, nó xui vậy đó. Lúc thì 18 đô, lúc thì 17 đô. Trời sụt miết à. Xong nha.